Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội và các chiêu trò khác vẫn diễn biến phức tạp. Các cơ quan truyền thông vẫn thường xuyên đăng tải nhiều vụ việc, tăng cường cảnh giác, giúp người dân hiểu và có cách phòng ngừa. Nhưng tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để, đòi hỏi các biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn nữa. Đây là một thư chúc mừng, xin được khẳng định, mạo danh đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV với nội dung chúc mừng thí sinh ứng tuyển hoàn thành 3 thử thách và kiểm tra mail để có lịch trình sắp tới của công ty. Quyền lợi khi tham gia là sẽ nhận và sử dụng sản phẩm của một thương hiệu như quần áo, túi sách và giày dép. Các bé có cơ hội được giao lưu cùng những người nổi tiếng trong giới showbiz. Nội dung thư còn ghi rõ, mức lương hàng tháng là 8 triệu đồng, hoa hồng sản phẩm của nhà đầu tư hàng ngày là 10%. Đáng chú ý, thư có cả dấu mộc đỏ giả mạo, chữ ký giả mạo và lấy thông tin giới thiệu về đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn kỹ điểm khác có thể nhận ra là logo HTV không đúng. Chiêu trò này đã từng được HTV cảnh báo và các bậc phụ huynh hãy liên tục cảnh giác những lời kêu gọi và thư chúc mừng tương tự. Tôi cũng mong muốn là con mình nó được phát triển, nó được tham gia những cái cuộc thi để nó tự phát triển bản thân. Nhưng mà hiện nay thì có rất nhiều thông tin giả mạo về những cái cuộc thi phát triển cho thiếu nhi. Thì tôi cũng rất là lo lắng. Khi mà tôi nhận được cái tin mà như là thư gửi chúc mừng hay là của gì thì điều thứ nhất là tôi sẽ tìm số điện thoại và gọi thử xem là xác minh coi là mình có cái thông tin đó là nó có đúng sự thật hay là không. Tiếp nữa tôi sẽ thông báo cũng như là chia sẻ cái câu chuyện của mình gặp phải đến gia đình, người thân cũng như bạn bè để phòng tránh. Một cái thủ đoạn mới nhất bây giờ là thủ đoạn giả mạo thương hiệu của các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, ví điện tử để lừa đảo. Và một cái thủ đoạn thứ hai là cái thủ đoạn lợi dụng kẽ hở của việc tạo lập tài khoản ngân hàng trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị lừa đảo không trừ một ai. Khi người dân phát hiện các ứng dụng đường liên kết website nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, phải cần kịp thời, nhanh chóng thông báo tố giác hành vi phạm tội đến cơ quan công an để cơ quan công an kịp thời tổ chức đấu tranh, xử lý và hạn chế một cách thấp nhất các thiệt hại. Cái giải pháp phòng ngừa thì cái giải pháp là nó đồng bộ cả toàn xã hội, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, cả hệ thống chính trị xã hội đều phải bắt tay. Cái bắt tay ở đây là bắt tay chúng ta tuyên truyền để người dân nhận thức được để chúng ta phòng ngừa, ngăn chặn cái việc mà lợi dụng không gian mạng để xâm phạm cái trật tự xã hội. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì nó có, thông thường nó sẽ có ba khung hình phạt chính, đó là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc là phạt tù. Cái mức phạt tù thì nó từ 6 tháng đến tù chung thân, tùy theo cái mức độ lừa đảo, số tiền mà chiếm đoạt được. Đối với các tội phạm mà lừa đảo qua mạng như này, khi mà có bắt được thủ phạm thật sự thì họ cũng đã sử dụng hết những số tiền đó rồi. Cho nên là các người dân cần phải thường xuyên đọc báo chí, theo dõi các tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nắm bắt được các cái thủ đoạn, phương thức lừa đảo mới để phòng tránh cho bản thân mình và cho gia đình mình. Thậm chí, nhiều đối tượng giả mạo là những người có mối quan hệ rộng, trong đó nhiều trường hợp là phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình, trong đó có cả người của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mời gọi tham gia các chương trình của đài hoặc tuyển cộng tác viên tham gia chương trình tăng tương tác. Không chỉ đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mà có rất nhiều sở ngành, doanh nghiệp cũng bị mạo danh, thậm chí là giả mạo lãnh đạo công chức, viên chức cơ quan nhà nước. Và đã có người trở thành nạn nhân của các đối tượng này và bị lừa với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Qua sự việc được phản ánh trong phóng sự vừa rồi, chúng tôi xin nhắc lại, kính mong quý khán giả hết sức cảnh giác trước các cá nhân, nhóm chat, mạng xã hội, thường là trên Zalo và Facebook Messenger, giới thiệu mời gọi tham gia các chương trình liên quan đến tìm kiếm tài năng nhí, mạo danh do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV sản xuất. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tất cả thông tin đều giả mạo. Các chương trình do HTV sản xuất hoặc phối hợp sản xuất đều được thông tin chính thức trên website và trên các kênh sóng của đài. HTV tuyệt đối không làm việc, không mời gọi đóng tiền, chuyển khoản thông qua hội nhóm trên mạng xã hội. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mong khán giả thận trọng, cảnh giác trước các thông tin nghi ngờ, không chuyển tiền cho người lạ để được mời tham gia các chương trình. Quý khán giả có thể tìm hiểu về các chương trình của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh qua website www.htv.com, địa chỉ 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028 38 291 667.